Chào mừng các bạn tới với sân vận động Celio City. Theo dõi trận đấu dung khổ giải bóng đá doanh nhân online CB 2015 vòng đấu thứ 5 giữa hai đội bóng Cado và doanh nhân Mộ Đức. Đội Cado ra sân trong trang phục áo vàng quần đen tất vàng. Đội doanh nhân Mộ Đức ra sân trong trang phục áo trắng quần đen tất trắng. Đội trọng tài điều khiển trận đấu gồm có trọng tài thứ nhất Nguyễn Văn Phục, trọng tài thứ hai Lê Thị Ly. Yeah.
Alo. Ban tổ chức mời anh Phong gọi EU đến bàn ban tổ chức. Xin nhắc lại mời anh Phong gọi EU đến bàn ban tổ chức. Xin cảm ơn. Rồi, cắt tay lại đi. Rồi, cắt tay lại đi.
Alo, ba tổ chức mời anh Phú đội 5B cộng đến làm báo chức. Xin nhắc lại mời anh Phú đội 5B cộng đến làm báo chức. Xin cảm ơn. Còn cái đóng còn 4 cục nữa, 2 cục mới. Vô coi. Rồi. 45 phút nữa. Đúng không? Lấy lên, đá luôn.
Cho ta động lại một
Ủa bộ không ăn kém mà chồng hả? Ra đều luôn. Thank you.
Thank you.
Chúa nữa ơi. Đặt trên cạnh đi. Cho con ra cắt mặt.
cho lại, giữ cho lại, giữ cho anh. Cứ ra đâu giữ cho mình rồi, cứ nghe mày là xuất hai người đây xong đó. Mày lại đi, không được. Mày ơi. Mày sao vậy? Cái gì vậy? Bỏ đi, bỏ đi. Chông, 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 chông.